Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Người phụ nữ hai con khai chưa lấy chồng để làm đám cưới. Người phụ nữ sinh năm 1986 đã có hai con nhưng vẫn khai là chưa có chồng để làm đám cưới. Tuy nhiên sự việc đã bị lật tẩy. Cụ thể câu chuyện được một tài khoản Facebook kể lại trên mạng xã hội với tình tiết vô cùng ly kỳ. Theo đó, cô dâu sinh năm 1986 đã có hai con, quê ở Thái Nguyên. Nhân lúc chồng đi làm xa, người phụ nữ này đã xin phép bố mẹ chồng cùng đi làm để cải thiện kinh tế. Tuy nhiên, cô lại xin nhận về làm con nuôi của một gia đình, sau đó được mai mối và gả làm vợ cho một người đàn ông khác. Cụ thể, bài viết có nội dung. Người gốc tỉnh xa tít nhưng lấy chồng ở Tân Sơn, Đào Xá, Phú Bình, đã có chồng và hai con đang học cấp 2, nhưng đối với chị như vậy vẫn là chưa đủ. Trinh thủ chồng đi Hà Nội làm, thì nó bảo với bố mẹ chồng là đi làm xa để kiếm tiền nhưng thực tình lại đi tìm đến một gia đình mới khác nó đến kể với nhà bố mẹ nuôi mới là nó mồ côi bố mẹ từ nhỏ do bố mẹ bị tai nạn nên mất sớm nó ở với bà nhưng bà cũng bị mất bây giờ nó muốn xin làm con nuôi của một gia đình khác nghe gia cảnh thì khổ cực người lại gầy gò ốm yếu nên gia đình này đã đồng ý nhận làm con nuôi nó sinh năm 1986, tên là Khuê, nhưng do có mục đích lừa người nên đi làm lại hết giấy tờ nhân thân, đổi tên thành Quỳnh. Và năm sinh là 1994, toàn bộ giấy tờ đều là giả. Tưởng chừng đâu nó là tái gân, vài tháng sau khi nó lừa nhà bố mẹ nuôi thì nó nói muốn lấy chồng nên lại lừa nốt nhà thằng chồng mới nghe hoàn cảnh thì thương xót nhà chồng mới này của nó cũng tin và thương hại nó còn về thẳng nhà chồng mới này ở một hai tháng trước khi cưới không ai nghi ngờ hay phát hiện gì vì trong hình thức của nó xấu cũng ốm yếu nên gia đình chồng mới hiển nhiên không thể biết được nó đã lên kế hoạch từ trước không ai nghi ngờ hay phát hiện gì Em xui đúng như dự tính, đám cưới đã được diễn ra vào đúng mùng 2 của Tết Dương Lịch vừa rồi. Và rồi ngôi vị làm dâu lần hai của nó diễn ra một cách mỹ mãn như một thước phim, rồi cũng phải có hồi kết. Ảnh cưới được đăng lên và bạn bè nhà chồng cũng đã biết tóm gọn được nó. Sau đó gia đình bên chồng gọi cả mẹ đẻ lên, cả nhà thằng chồng mới cưới, cả nhà chồng bố mẹ nuôi. Tất cả các bên đều ngồi lại hỏi thì mới vỡ lỡ ra, nó lừa đến 10 họ chứ không riêng một gia đình nào đính kèm theo thông tin đó là hình ảnh về một người được cho là người nhà chồng mới đăng bài để tố cáo mọi chuyện người phụ nữ ngang nhiên lừa đảo và đã thành công khi mặc váy cưới lên xe hoa lần thứ hai theo thông tin được chia sẻ, người phụ nữ 34 tuổi tên thật là Khuê, đổi tên thành Quỳnh, dùng giấy tờ giả sinh năm 1994 để lừa đảo chuyện là gả tán cho người chồng mới, trót lọt tổ chức đám cưới với người đàn ông khác. Tuy nhiên, sau khi phát hiện người phụ nữ này đã có chồng và hai con đều lớn, đến khi mọi chuyện vỡ lẽ ra thì ai cũng hốt hoảng vì bị lừa. Chị ta và người chồng mới cưới yêu nhau khoảng 3 đến 4 tháng rồi tiến hành đám cưới. Vì hoàn cảnh của vợ mồ côi nên chuyện chẳng có họ ngoại đến đám cưới người ta cũng tin tưởng nhiều cư dân mạng cho rằng nếu đây là sự thật thì rõ ràng là một vụ lừa đảo tình cảm quá lớn họ cũng không hiểu được động cơ làm nên vụ việc này của nàng dâu mới kia hiện tại sự việc vẫn đang gây xôn xao dư luận